Hôm nay mình cùng các bạn đến review cái dự án nổi đình nổi đám trong cái thời gian vừa qua của quận Hoàng Mai, đó là dự án Núi City Hoàng Mai, một chút Paris trong lòng Hà Nội. Hiện tại thì mình đang được ở cái đường trục chính trước mặt của dự án. Trong này có mấy nhà vệ ở rồi mày? Có 4 nhà vệ ở rồi, nội thất. Nội thất thì nó đang có khoảng gần 20 căn đang làm. Xây dựng chất lượng tốt hơn. Căn này bán trong nhà đi thẳng đi kia. Trong này cho dự án nào thiết kế nó cái phong cách nó đúng như kiểu bên Đại Mỗ, Tây Mỗ, Đại Mỗ nó giống giống nhau hết này, cùng thằng Lạng Vọng làm chủ đầu tư này, có ngôi nhà mới của Quai này, núi Đại Mỗ, Gò Sa La, Louis City. Đây là biệt thự, chỗ này là biệt thự. Cái này là không thiết kế thang máy bên trong. Nó có hỗ trợ thang máy anh. Có. Giữa cột thang như vậy đấy. Có kia chờ. Hỗ trợ. Sau này mình về hoàn thiện. Cây xanh bây giờ mình nhiều phết rồi nhỉ. Đây. Bữa phải. Đây bên này là biệt thự. 7 gai lô biệt thự nằm nữa này. Biệt thự song lập, trong này toàn là song lập đấy. Cái lô mà bây giờ là chủ đầu tư vẫn là Lá Vọng hay là thằng? Vâng, Lá Vọng anh. Lá Vọng nó vẫn đang xây dựng đúng không? Vâng, đang xây dựng. Sau này sẽ bàn giao cho đơn vị khác về vệ sinh môi trường các thứ, an ninh các thứ là sẽ bàn giao bên khác. Rõ là bài bản hết. Cái tài này. Điều kiện của xe. Này thì thi công bên Viettel ạ. Và Viettel thi công theo với nhà thầu Xuân Phúc. Dãy này nó có sổ đỏ. Nhưng mà xây này tới 80-90% rồi chứ còn mấy đâu em hết. Lên hình nhà thì nói chung là bắt đầu đang thi công thì nó hầu như chắc là 1-2 thi công cả còn hoàn thiện. Có phải đấy. Đường này đường 17 mét. Đường bao nhỉ? Đường bao. Đường này là mỗi bên 5 vỉa hè, mỗi bên 5 mét. Bên này là 8 đất kiểm xe. Xe từ thế. Nhưng đợt này là chủ đầu tư dục đóng tiền xây nhiều. Nhà đầu tư ra hàng khá nhiều. Tiền xây ở đây này là mỗi căn này tính trung bình nó khoảng bao tiền đấy? Khoảng 2 tỷ 7 căn tỷ. Khoảng 100 mét thì 2 tỷ 8 2 tỷ 8 tiền xây. Vâng. Phần thô thôi đúng không? Vâng, xây thô hoàn thiện ngoài như này luôn. Xây này là bắt đầu nó bận tới nhà ấy. Đấy. Căn này có căn này nhà này về ở. Hôm nay thì về ở. Có về ở rồi kìa. Vâng, về ở rồi. Hôm nay là nhận nhà được về hoàn thiện ở luôn rồi. Nhiều ông mà kiểu là bán nhà để mua nhà ấy. Nên là người ta vào được phép là người ta ở luôn. Đây có phải đấy. Có phải biết. Trong này đẹp ấy, mọi người thấy hết. Dãy này là 2 mặt tiền này. Toàn trước cả sau. Dãy này với giá trên 200, 220. 2 mặt tiền này là 200 đến 220 mét. Đường này đường này 2 mét. Đường tải này. Ở ngoài này nhiều ông cái đèn lừa này thì không biết trong này xây gì. Ngày nào anh nhờ mua đồ ngoài đèn lừa đấy. Đi thẳng. Cái ông ngày nào anh nhờ mua đồ đây. Trong này nhiều nhà nhận nhà xong treo biển cho thuê. Nhà bố mình cứ thấy quân ấy ra mua vật liệu mặc áo xây dựng mình cứ tưởng trong này chỉ thấy mà ngoan một tí thôi mà đi. Anh Vinh cũng vào đây mà làm nội thất gỗ ở đây. Ở ngoài thì không nội thất nhiều lắm. Anh làm một căn thì có mà bao nhiêu căn khác. Nói chung là kiểu khách vào ấy, rồi nhiều khách hoàn thiện vào cứ bảo chỗ này có căn nào hoàn thiện thì dẫn chị vào xem. Thiết kế ở đâu thiệu. Rồi, thiệu. Anh nhớ sửa nội thất của đường Nam Trinh tí mình giá số cho anh cái gì, có khách vào cho. Anh này thi công từ A đến Z là anh hay là thiết kế? Thiết kế cả thiết kế luôn. Thiết kế làm cho bộ trưởng với lại làm cho các quan chức thôi. Không nhận dân em. Đây này, căn ở anh làm đây.
kia là cái trường học đằng sau đấy trường học sau này đấy. Đường hành lang kia đấy, cái đường cuối bờ tôn đấy là được 3 mét rồi đấy. Đấy được 3 mét rồi. Đường này nhìn thấy rồi, đường ấy thì hoàn thiện rồi, đẹp rồi. Cái căn của mình nó căn nào này, căn thứ ba này, căn này trên chỗ đây rồi. Đang là 154 triệu đấy ạ. Vâng, 90 mét vuông, 90 mét vuông mặt tiền 5 mét. Ủa, cái này đi ra đường này gần hơn này. Sao mình ngay đây cái đường đấy, từ đây ngõ xuống ngõ thể máy bay rất rõ vào đấy ông. Nó lại không chỗ này là đường 3 mét, không cần đâu nhỉ. Em biết rồi, nhìn bản đồ đường đâu rồi. Căn này đang bán 143. Lấy căn kia này. À, đối này là một căn 100 mấy mét đâu. Vâng, 112.5 mét. Căn đang xây căn này. Bán giá 145 triệu. Vâng. 145 là nhân 110 mấy mét thôi đấy, đấy. Cũng khoảng 16-17 tỷ. Hơn này khoảng. Alo. Là 15 tỷ tiền đất nữa. À. Cộng với khoảng 3 tỷ thì đấy. Vâng, 3 tỷ nhân 3 tỷ tiền xây. Ờ, có. Bên này là nhà máy xử lý nước. Ừ. Máy xử lý thải vì có yên sở đây, nó cũng sạch đấy, sạch sẽ lắm, nó không có mùi. Không có mùi, không có tiếng đâu. Nhiều người cứ bảo khu đô thị bên cạnh làm sao mà con cho phép chuẩn có mùi nữa. Nó không hiện chết. Không biết thải mà lên cái nào mà lên an tâm ở đây. Đồ này. Dưới này là bờ hồ luôn. Chỗ này cũng đi ra bờ hồ. Đây đây trong cái bờ hồ. Đây này, cái đường của em này, đường này em đi thông qua đấy. Ở đây, ở dưới đấy. Đây là biệt thự của đơn lập, cái này con to luôn. Dưới này không biệt thự. Không, dưới này không có biệt thự anh. Đây, cái này là căn góc. Biệt thự thôi, chứ không phải biệt thự. Căn này, những căn này thì nó có mặt thoáng. Đi sang bên này. Cái sân đằng trước để rộng đây cả. Giờ sân trước rộng nhỉ, 2 lô nữa. Đây. Không, đấy là hai lốc, hai dãy mà, hai đấy mà. Có những cái sân từ đây kia mà là đường à? Đường ạ. À? Dãy này nó chưa à, cái chỗ này anh. Chỗ này là một là nó trồng vườn hoa, hai là nó để bãi xe. Nó xen kẽ nhau vườn hoa để bãi xe thứ. Đấy, cái căn ngoài này. Chỗ này dưới này thì nó tiềm chỗ là nó có bãi giữ xe gần. Ở phía trên kia thì nó không có để xe cho đường. Thì chỗ này là vườn hoa này, chỗ này là bãi giữ xe này. Nó xen kẽ nhau. Ngày xưa vào sớm là được căn to rồi đấy. Ông mua đây. Đó, cúng bạn em được căn to rồi đấy. Lấy cái nào lấy. Ngày xưa vất tiền đấy. Sau 25 được căn nhà tôi được. Lấy to rồi. Hoàn thiện đến 70-80% rồi đấy. Cái căn này có sổ đỏ mấy ông đang chuẩn bị làm một thất nhiều. Đẹp nhá. Thế để xây dựng nó làm tốt đấy, rất tốt. Đây dự án lớn này chắc phải làm chuẩn chúng ta như này. Xây, nó bàn giao lại cho Viettel xây dựng ấy. Có Viettel muốn lấy tiền sớm thì nó phải xây nhà. À, còn Viettel xây à? Viettel xây bên Xuân Phúc, ở Xuân Phúc. Có hai bên. Vỉa hè lát đá hết. Đường này sao nó đổ thêm một lớp này? Đúng rồi, nó đang chờ. Chờ. Chờ nó cán mập, ông phá phách cho chán nên cán mập, đó là nét lưng. Vâng, nó phải chờ như thế chứ. Cây xanh nó cần trồng cây gì? Cần 3 phần nhựa. Cái em phần. Vâng, giữa hai nhà một cây. Cây em cây hay vâng, cây em cây em tích. Nó trồng cây to phết nhỉ? Cây được luôn đấy. Cây gì? Đặc biệt là khu đô thị này cũng kinh thật rồi. Đó là cũng như kiểu Vin đấy. Nó xây để lấy thương hiệu anh. Nó bị mất thương hiệu, giờ làm lấy thương hiệu, đẩy lên lấy thương hiệu đấy. Nó phải làm đẹp để lấy thương hiệu. Trong này có cũng mấy nhà về ở nhà ở nhiều nhất cô là đều
có nhà ở ban công cứ có hoa người bán nhà đi mua về đây là mình về ở không có nhà ở có nhà đó bán nhà để mua nhà bán nhà nhỏ mua nhà to còn cái căn mà ở 125 là nó nằm ở chỗ này nghĩa trang góc này bên này nghĩa trang kìa nghĩa trang ở trên này 125 thì thôi còn căn thì căn lẻ đấy thôi. Tức ở đây là thấy bảo là âm khí lớn. Âm khí nặng. Ngày xưa ông Phong Thủy vào nó khoảng xuống đây khoảng hơn 8 mét, 200 mét ở dưới. Góc này là khí. Bây giờ nó có thấy Phong Thủy nó chắc đi hết. Mấy ông càng nhiều tiền càng mê tí. Ừ. Chỗ này là biệt thự có cái vườn hoa ở giữa. Nó nhìn vào đi cổ công viên cổ. Ừ, dạ, nó trồng cây nữa. Cây to đấy. Những cái căn mà view nhìn vào biệt thự này thì giá 165. Trăm sáu mươi lăm, 165 triệu vay mua đất, xây khoảng 2.7 tỷ. Công ty cổ phần đầu tư Xuân Phúc, thầu là luôn tên Phúc luôn. Dãy này toàn mấy ông trên thành phố quận thứ là dãy này hết cái to này đang to này. Đây là hình ảnh phối cảnh của dự án. Dự án này thực tế ra là đúng là ở quận Hoàng Mai nó là đẹp nhất rồi, bởi vì xung quanh nó có một cái hồ rất là đẹp và nó nằm có cái mặt đường là mặt đường Hoàng Mai, là trục tuyến chính phát triển của quận Hoàng Mai, nối từ Định Công đi cầu Vĩnh Tuy, trong những trục đường mà đến 20 năm mới có thể xây dựng được. Chúng ta cùng nhau quan sát cái khu Louis City Hoàng Mai ở trên cao thông qua hình ảnh từ flycam. Hoàng Mai được lên quận cũng được khá lâu rồi nên là tốc độ phát triển của Hoàng Mai rất là mạnh mẽ. Hoàng Mai nếu mà tính từ trung tâm của quận Hoàng Mai đi lên bờ hồ Hoàn Kiếm thì nó chỉ khoảng hơn 4 cây số thôi. Chính vì thế Hoàng Mai nó là một trong những nơi mà giá đất nó không khác gì ở các cái quận như là Cầu Giấy hay là Đống Đa, những cái nơi mà có được quy hoạch thành ở cái nơi giáp hồ thì giá đất lên rất là cao. Đặc biệt cái dự án Louis City này cũng thế, là một trong dự án mà chỉ trong vòng 2 năm vừa qua giá đất đã tăng lên gấp 2 và đến gấp 3 lần trong những giai đoạn năm 2020 khi mà dự án chưa được triển khai, mới chỉ làm xong phần san lấp và kêu gọi vốn hoặc là bán hợp đồng mua bán chỉ ở mức 75 triệu đến 85 triệu đồng mét vuông. Nhưng đến nay sau 2 năm thì dự án này đã có giá trung bình là trên dưới 150 triệu đồng một mét vuông. Với những lô góc hay những vị trí đẹp thì nó có trên dưới 200 triệu đồng một mét vuông. Có những cái lô mà nó giáp với nghĩa trang thì nó chỉ có giá khoảng 120 đến 130 triệu đồng một mét vuông. Chúng ta có thể nhìn thấy khu vực này nó tiếp giáp với một cái hồ. Đấy. Ở đây nó có công viên Yên Sở này, hồ Yên Sở, hồ Đền Nừ. Có một cái điểm khuyết của cái dự án này đó là nó nằm cạnh cái nhà máy xử lý nước thải Yên Sở. Nhưng mà với cái dự án nhà máy nước thải Yên Sở này, công nghệ của Malaysia nên là không có mùi xử lý nước thải cho thành phố, cho phía nam của thành phố. Nhưng mà đúng thật sự là công nghệ xử lý rất là tốt nên là không gây mùi ở những cái khu vực xung quanh. Trước mặt chúng ta là trục đường Tam Trinh đấy ạ. À, một trong những trục đường bây giờ gọi là con đường đau khổ, nó như cái đường Trường Chinh ngày xưa đấy. Dự án Louis City này thực tế ra có những giai đoạn đã gặp rất là nhiều khó khăn và bán giá rất là rẻ do tập đoàn Nã Vọng làm chủ đầu tư. Do có lẽ là người ta chỉ có thâu tóm được quỹ đất thôi, còn người ta không biết làm thị trường. Đến khi mà bên Senland người ta mua rất nhiều các cái căn hộ ở đây và người ta đẩy quân về người ta làm thị trường thì giá đất của dự án Louis City này tăng đột biến và bán được rất nhiều căn hộ. Thì sau đó là từ những cái lượng dự án đã bán hết
thì chủ đầu tư nộp tiền quỹ đất cho nộp tiền thuế cho nhà nước, sau đó triển khai dự án rất là mạnh mẽ. Và như chúng ta vừa vào thăm cái hạ tầng của dự án đấy, họ đang triển khai rất là mạnh mẽ và rất là nhanh. Một số căn hộ đã có sổ đỏ rồi và một số người thì đã về làm nội thất và chuyển về ở. Nói chung dự án này đối với quận Hoàng Mai thì đối với cái dự án trọng tâm và nằm ngay sát hồ như này thì đúng thực sự là nó có giá trị thật sự đối với quận Hoàng Mai. Đấy, phía chúng ta vừa xem đó là bến xe phía nam của Hà Nội, bến xe buýt phía nam của Hà Nội. Đấy, phía bên trên của cái dự án Núi City này còn một quỹ đất trống nữa, nghe nói cũng là một chủ đầu tư chuẩn bị cũng sắp ra hàng. Đấy, chúng ta cùng chờ đón xem cái dự án đó như thế nào. Đây là bến xe phía nam này. Đấy thì nay mình review cho anh em cái dự án Núi City của quận Hoàng Mai, một trong những dự án mà có giá trị rất là lớn. Trong thời gian vừa qua ở quận Hoàng Mai thì có hai dự án nổi đình nổi đám và giá đất tăng rất là cao, đó là dự án Gamuda và dự án Núi City này. Rất nhiều nhà đầu tư đã trúng rất là nhiều tiền vì đầu tư cái dự án này, vì thực ra nó có nhu cầu ở thật. Thì hôm nay mình review cho các bạn cái dự án Núi City. Các bạn có thể cho ý kiến ở phần bình luận nhé.